Các ngày đại tiệc tứ phủ công đồng trong tháng 8, ngày 3 tháng 8, tiệc đảng nhật Trần Triều Vương tử đệ nhị hưng hiến đại vương, ngày 6 tháng 8, tiệc mẫu đền gần nguyên phi ỷ lan, ngọc hân công chúa, ngày 10 tháng 8, tiệc quan hoàng lục an biên, ngày 15 tháng 8, tiệc chầu bác đông nhung đại tướng quân, tiệc đảng nhật, ngày 21 tháng 8, tiệc mẫu nhà Trần, ngày 20 tháng 8, tiệc Trần Triều Quốc công tiết chế nhân vũ hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, kiếp bạc hải dương, ngày 22 tháng 8, Tiệc Đức Vua Cha Bác Hải Động Đình, Đền Đồng Bằng, ngày 22 tháng 8, tiệc quan lớn điệu thất đào tiên, ngày 24 tháng 8, tiệc quan lớn đệ nhất, tiệc đảng nhật.